Xin chào các bạn, rất là vui được quay trở lại video ngày hôm nay. Thì trong video này mình sẽ nói sự khác nhau giữa router và gateway sử dụng trong công nghiệp. Nếu mà các anh em thường nghe, chúng ta thấy cái router ở nhà thì sẽ có hình dáng như vậy. Trên tay mình là thiết bị của hãng Cisco. Thì mục đích của router nó có chức năng là gửi các gói dữ liệu hay là gọi là định tuyến. Gửi cái dữ liệu đó từ một máy đến nhiều máy khác ở những cái vị trí địa lý khác nhau. Thì chúng ta có một cái máy tính kết nối với cái bộ này. Thì cái bộ này nó sẽ gửi cái thông tin tới vị trí khác, chủ yếu là định tuyến. Cái router bây giờ nó sẽ tích hợp cái cáp quang, hoặc là tích hợp bốn cái cổng LAN, hoặc tích hợp thêm là cái râu wifi. Thì chúng ta sử dụng sóng không dây đó, có những cái cổng mạng, cổng quang và cổng LAN đó, thì đó là cái router. Nhưng mà ngày hôm nay mục đích chính của mình là những cái gateway. Mục đích cái gateway là như thế nào? Thì đầu tiên khi nói đến gateway, chúng ta sẽ nói đến sự chuyển đổi ngôn ngữ. Thì cơ bản nhất là các dòng như không sử dụng SIM thì cái hình dáng nó như thế này, nó chuyển từ Modbus sang Profibus thì nó xong không có SIM. Mục đích của nó là chuyển đổi tại chỗ, chủ yếu là chuyển đổi ngôn ngữ thôi. Nâng cấp thêm thì chúng ta sẽ có những thiết bị có sử dụng cái SIM. Mục đích của thiết bị này là giao tiếp các thiết bị từ xa sử dụng mạng Internet. Và khi nói đến gateway thì nó khác với cái router ở chỗ, đầu tiên nó chuyển đổi ngôn ngữ, ví dụ từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B, và sau đó nó chuyển lên mạng Internet và gửi đến cái server mà mình cần. Đầu tiên mình nói tới thiết bị này, thì trên tay của mình đây là mình cầm cái box này, nó liên quan tới kết nối các thiết bị đầu cuối có giao thức là RS232, 485 và 422. Ở phía dưới thiết bị này á, chúng ta sử dụng các thiết bị có giao thức đó, các loại cảm biến, các loại thiết bị có cái giao thức này chúng ta kết nối vào cái box này, thì sau đó nó đưa lên mạng Internet và đưa lên cái server mà chúng ta muốn trỏ nó vào. Chúng ta đã cài đặt trước đó, cái server đó nhận giá trị từ thiết bị này. Thì đó là cái vấn đề chính ngày hôm nay. Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thêm cái cổng Ethernet. Nếu mà cái giao tiếp của chúng ta là Modbus TCP thì chúng ta có thể sử dụng cổng này, hoặc là đôi khi chúng ta sử dụng những camera có thể là sử dụng thiết bị này kéo về phòng điều khiển. Thì đây là cái thiết bị cơ bản mà chúng ta lấy dữ liệu thô, và đặc biệt là không có lưu trữ tại chỗ, lấy cái dữ liệu 24 trên 24 và truyền về cái server. Nó khác cái router ở chỗ là router là cái thiết bị định tuyến chuyển cái tin, và nó không có cái trả cái gói tin về theo cái yêu cầu của mình. Khi mà chúng ta gửi thì nó mới đi. Còn cái gateway thì nó sẽ gửi 24 trên 24 từ điểm này tới điểm kia, từ máy tới máy, thiết bị tới thiết bị, tới cái server mình cần. Thì đó là mục đích chính của cái thiết bị này. Ngoài ra thì anh em cũng cần để ý rằng đối với cái thiết bị mà bây giờ còn hỗ trợ thêm một cái anten gọi là GPS GLONASS. Thì cái anten này thì mình focus lại. Đây, anten này mục đích là đồng bộ thời gian. Thì khi chúng ta có nhiều trạm đặt ở nhiều vị trí khác nhau như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải cần có một sự đồng bộ hóa về thời gian. Có nghĩa là tất cả mọi nơi cùng một thời gian đó nó xảy ra, nó có tín hiệu, truyền tín hiệu, mất tín hiệu, vân vân. Thì mục đích của anten này và tại cái box này đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái độ chính xác. Cái tên đầy đủ của nó là Cellular Gateway, có nghĩa là nó chuyển cái tín hiệu từ thiết bị hiện trường không có internet sang mạng internet và về cái server mình đã xác định trước đó. Đó là cái cách kết nối. Cao cấp hơn là chúng ta có các thiết bị lưu trữ tại chỗ và đẩy lên cái nền tảng cao hơn, đó là nền tảng đám mây. Thì cái nền tảng này gọi là nền tảng MQTT. Cái box này nó có hỗ trợ một cái thẻ SD thì mình sẽ focus hơn. Và trên này nó có một cái thẻ SIM luôn. Vấn đề nằm ở đây nữa thì nó vẫn lấy cái tín hiệu ở hiện trường là tín hiệu RS232, 422, 485, và ngoài ra nó có một cái cổng LAN kết nối mạng. Và nếu mà chúng ta có mạng hỗ trợ là cái dây cáp thì nó sẽ truyền trực tiếp. Trong trường hợp chúng ta không thể kết nối mạng, ví dụ như không có router, thì chúng ta có thể sử dụng SIM lắp trong ngay chỗ cái box này và truyền đi ở bất kỳ đâu với cái tín hiệu mạng Internet thu bằng mạng vô tuyến đấy. Và nó có rất là nhiều cái thuận lợi. Đầu tiên khi mình nhắc đến gateway, anh em phải hiểu rằng nó chuyển đổi giao thức và nó gửi đến một cái vị trí, một cái server xác định cụ thể trước đó. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Thì đó là thông tin tổng quan. Thì ngay sau đây mình sẽ tổng quan lại ưu điểm một gateway, đó là tạo điều kiện giao tiếp với các thiết bị tại hiện trường mà các thiết bị đó không thể kết nối, không có khả năng kết nối với Internet, ví dụ như đồng hồ điện. Với cái giao thức RS 485, 422 chúng ta kết nối với cái đồng hồ điện, thì từ cái box này, thiết bị này nó
đưa lên cái server thông qua cái bảng vô tuyến. Thì đối với thiết bị này chúng ta không có thẻ SD thì chúng ta sẽ đẩy trực tiếp về server. Thì server chúng ta có cái máy tính thì nó sẽ lưu trữ tại đó. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta muốn xử lý dữ liệu và đưa lên nền tảng đám mây thì chúng ta có những thiết bị cao cấp hơn. Hoặc là muốn lưu trữ tại chỗ thì những cái thiết bị này nó sẽ hỗ trợ thẻ SD. Cái việc tổng hợp dữ liệu thô thì cả hai thiết bị đều có khả năng đó. Một trong những cái ưu điểm của nó là cấu hình rất là nhanh, cái tính bảo mật của nó khi mà nó truyền thông. Cái việc chẩn đoán lỗi hệ thống mạng thì rất là đơn giản, tại vì hãng người ta sẽ hỗ trợ phần mềm trong đó. Còn về cái việc mà chúng ta sử dụng SIM sống mạnh hay yếu, tại sao lại có hai SIM? Thì nếu mà SIM một thì trong trường hợp mà SIM một sống mạnh thì nó sử dụng bình thường. Nhưng mà nếu mà cái SIM một mà nó yếu thì nó sẽ chuyển qua cái SIM 2 sống mạnh hơn, đảm bảo cái đường truyền của chúng ta truyền liên tục và nó sẽ không bị gián đoạn. Thì đó là cái ưu điểm của cái gateway mà hỗ trợ mạng vô tuyến. Nói tóm lại, việc chúng ta sử dụng router là truy cập internet, có đường truyền internet. Nếu chúng ta muốn truyền gửi dữ liệu tới một điện điểm xác nhận quản lý dữ liệu đó theo cái yêu cầu, theo cái thiết kế của chúng ta thì chúng ta sử dụng gateway. Thì đó là cái thông tin mình đem đến, mình muốn gửi tới các anh em. Thì những thông tin này mình muốn là nó hữu ích, thì anh em cần câu hỏi gì thêm hãy comment bên dưới thì mình sẽ sẵn sàng trả lời. Rồi, xin hẹn gặp lại các anh em trong những video kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.